cơn bão này từ bé đến lớn mình chưa gặp một cơn bão nào mà có sức gió mạnh như vậy, rất là mạnh, quật ngã rất là nhiều cây. Mình đi trên đường quật ngã rất nhiều cây, thì là mình lúc này mình phải trú ở chỗ này, trú gầm cầu. Chưa từng gặp cơn bão nào bao giờ, cái khủng khiếp, đi xe đi mà không đi được, gió thổi không thể nhúc nhích được. Gió có thể thổi được cả bay người đấy. Đấy, rất nguy hiểm. Lần đầu tiên em gặp một cơn bão như thế này và em rất là sợ luôn. Bây giờ em không đi được mà cũng không về được ạ.